Shop ơi, có máy rửa bát series 6 nào xịn nhất, đời mới nhất không? Tư vấn cho em với. Có luôn. Máy rửa bát Bosch series 6 SMS6ZCE16E sản xuất tại Đức, model 2024. Với tính linh hoạt của máy rửa chén độc lập, bạn có thể dễ dàng lắp đặt ở nhiều vị trí trong không gian bếp. Cánh cửa và vỏ máy đều được làm từ thép sơn tĩnh điện, giúp chống ăn mòn, biến dạng và giảm thiểu vết chảy xước theo thời gian. Đèn trong khoang máy giúp bạn dễ dàng sắp xếp bát đũa trong điều kiện phòng thiếu ánh sáng. Công suất rửa 14 bộ bát đĩa châu Âu tương đương 2 đến 3 bát đĩa Việt Nam. Máy có 3 dàn rửa trên cùng để dao, dĩa, thìa, đũa. Dàn rửa thứ hai để bát, đĩa nhỏ. Dàn rửa cuối để xếp song, nồi, chảo, bát đĩa kích thước lớn. Thêm vào đó, dàn rửa thứ hai còn được trang bị thêm tính năng Ragmatic, cho phép điều chỉnh độ cao của khay lên hoặc xuống đến 5 cm. Điều này tạo ra sự linh hoạt trong việc sắp xếp song, nồi, chảo và các bát đĩa lớn. Màn điều khiển cảm ứng giúp bạn dễ dàng thao tác và màn hình LED hiển thị giúp bạn dễ dàng quan sát các chức năng và thời gian hiển thị. Với sự đa dạng của 8 chương trình rửa và 6 chức năng bổ sung, bạn có thể dễ dàng lựa chọn chế độ rửa phù hợp với nhu cầu. Đặc biệt, máy rửa bát Bosch Series 6 này còn sở hữu chương trình rửa thông minh, chương trình rửa mà trước đây chỉ Series 8 mới có. Với chương trình rửa thông minh, máy rửa bát sẽ tự điều chỉnh quá trình rửa bát. Khi chương trình kết thúc, người dùng có thể đánh giá kết quả làm sạch và làm khô hoặc thời lượng của chương trình thông qua ứng dụng Home Connect. Đó, máy rửa chén sẽ tự động điều chỉnh các cài đặt và cung cấp một số lựa chọn thay thế cho người dùng. Ngoài ra, chương trình sẽ thông báo cho người dùng về lượng nước và năng lượng tiêu thụ của chương trình. Với công nghệ sấy Zeolit giúp sấy khô đồ dùng gần như khô hoàn toàn, đảm bảo chén bát sẵn sàng sử dụng sau khi rửa mà không cần lau khô. Bạn không cần lo lắng về độ ổn của máy khi hoạt động vì độ ổn của máy chỉ 40 decibel, không hề ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Hóa đơn điện nước sẽ không nhảy vọt vì một chu trình rửa chỉ tiêu thụ từ 9 lít nước và 0.65 số điện. Đặc điểm chức năng tiệm cận C8 và giá chỉ C6. Còn điểm gì để cho em máy rửa bát C6 đời mới nhất này không các bác?